Chào buổi sáng cả nhà nha. Sáng nay mặt trời chưa mọc nữa cả nhà ơi, còn sớm lắm. Hằng với Giang đi theo ba với mẹ vô đổ mấy cái giếng, nước cạn hết rồi, còn có mấy cái à. Trời còn sớm lắm. Chào buổi sáng Giang. Chào cả nhà nha. Là chị hai Giang nó còn ngay ngủ cả nhà, mặt nó còn đơ đơ nè, làm nó chống sườn mà thấy nên nó yếu quá. Yếu gì mà nghĩ cái nước cạn cái này sao em chạy em chống nổi. Nước cạn là lòi bờ đê nhô lên hết rồi cả nhà. Còn lại mình còn lại mấy cái bầu ta, mấy cái giống? Còn 5 cái nữa, mà bữa nay chắc em cuốn 2 cái. Nước quá cạn rồi cả nhà ơi. Bữa hai nữa thì giớn mình sẽ cuốn gì hết. Xong mình chuẩn bị xạ cho vụ mùa đông xuân các bạn ơi. Này vô không biết lấy cái gì về, lấy lựa cái gì về ta. Thì chưa... có gì thì mình bắt cái đó. Ba với mẹ đi đổ sớm lắm, cả nhà đi đổ trước. Giờ hai chị em mình vô coi coi ba với mẹ đổ được bao nhiêu rồi. Xong cái mình lấy cá mình đem về cả nhà. Lấy cá đem về làm cơm ha. Cái bờ này bữa nay vô lên cao luôn rồi nè Giang. Thì cái bờ này là cao nhất mà. Bờ này là nó chia ra hai khoảng đất nè. 500 thước cái người ta để cái bờ đây vậy đó. Vậy là bờ này là bờ 500 đó hả? Giếng này cũng là của gia đình Hằng luôn á cả nhà. Mà nước nó cạn bây giờ lưới nó nhô lên cỡ này nè. Sắp tới chỗ ba với mẹ đang đổ cứ đổ lợp rồi cả nhà. Ba đang làm cái gì vậy? Đi gần gần lại xíu mà mới thấy. Chào mẹ. Chào ba. Ủa ba làm gì ba? Chà cho đóng vòng quá rồi. Mình chà cho sạch vũ đổ nhẹ. Nước đi cạn rồi, bữa với hai cho có cuốn rồi. Cạn rồi. Cái lợp bị đóng rong quá cả nhà ơi. Ba đi đổ cá phải đem theo cái bàn chải nè. Chà bớt. Để đóng rong quá cá không chạy. Này, qua cái vùng này mà nó đổ bên kia ba làm gì ăn. Quá cả nhà ơi. Mắc phần nữa thôi. Ba đổ một lần là không có hết. Ba phải chia ra nhiều lần nữa cái này. Đổ lợp này thì chứ mỏi tay lắm. Vũ. Cả nhà ơi, chuẩn bị coi cá nè. Trời ơi. Đủ thứ à. Cá hập cẩm. Lương cá chặt cá lóc thì đủ thứ hết. Mình ta sạch trước đi. Sạch cái này gì á.
này chỉ mới 1/3 thôi hả ba? 1/3 cái lọc thôi hả? 1/3 thôi đó. Cái vô nè. Cái rô mề. Ta lóc luôn nha. Ê, ê, ê. Để vô túi luôn. Luôn, luôn, luôn. Luôn trước. Cá chạc luôn. Nước này lớn không kịp, còn nhỏ nhỏ. Chưa gì hết cạn cá chạch. Nước thì năm nay trễ 1 tháng mà giật sớm 1 tháng. Nhưng mình mất ăn 2 tháng. Mình mất hết 2 tháng ăn. Mỗi năm mình ăn hết cái tháng 10 mới nước nó mới cạn. Còn bây giờ mới có tháng 9 là nước cạn mất hết rồi. Nước mất hết rồi. Quá cá chốt rồi. Béo nè, ghê hồn không? Cái chạch nhỏ vậy đó chứ béo lắm cả nhà. Trong cái thao này chắc khoảng có 30 thứ cá. 29 thứ chứ đâu 30 chứ. Cá thủ kiến gì vậy, bạn thân của cưng gì vậy? Thôi, mới qua mới vụ cái sạc á. Lặn muốn gần chết. Cá chèn, cá chạch, cá rô bỏ dưới, cá sạc bỏ vô thùng. Mới 1/3 cái lạp cả nhà ơi. Mà lựa nãy giờ chưa xong. Tôi quào dưới lên cho cá chốt nó dễ là. Cá chốt là nhiều nhất. Sao nãy giờ thấy ít cá chạch ha? Có chứ. Có mà ít. Khúc này nó ít mà cái khúc sau khi nó ở khúc sau phía hôm thì sao á. Ba mình tiếp tục đổ cho hết cái lọp này cả nhà ơi. Ba dự định chia làm 3 lần nhưng mà giấc giờ là đổ hết luôn á ba. Cá chốt nó dính lên trên lọp ở nhà ba Vũ. Cá chốt nguy hiểm lắm. Mẹ mẹ dính cái xuồng con lại mẹ để nó cho mẹ. Này nhiều hơn cái nãy nè. Quá nặng rồi. Quá trời quá đất cá. Cá phải dính đầu. Cái chặt này cả nhà. Chạch chỗ này ăn cực ngon. Nói chung là cá chỗ này cá nào cũng ngon chứ nó mềm mà nó béo. Cá rô gì ăn được không? Trời ơi. Cá rô này ăn bị ho á ba. Biết không? Nó nhiều lắm chứ không phải gì đâu. Ô cá chi vàng, cá chi vàng. Cá chi vàng bự. Vàng quá, lấy tay bắt luôn.
Trên mấy cái cây dớn này nó có mấy cái con gì nó đậu nè ba. Con nó con nhãn trắng đúng không? Con biển. Con biển hả? Nước cạn là đi về đây ăn cá đó. Bay quá trời luôn rồi đậu lên đây nữa. Mình đổ thì nhanh cả nhà, nhưng mà chỉ có con cá sặc là vô thùng. Có lựa lựa cá thì mới lâu. Mình phân loại cá ra. Lấy được mấy con cá chi vàng không hả? Cá chặt quá, coi chỉ có cây gấp mới thôi, cái tay mình đâu có thể bóc nó được. Bóc nó trơn nó tuột. Vụt hoài. Sông nước mà. Cá sặc cái này. Cá sặc là món của con. Con cá lợp nãy, con cá lợp nãy giờ chưa xong cả nhà. Giờ ba vũ lại cái nữa. Vét lại cái nữa coi còn cá trong đây không. Cá mì dinh. Cá mì dinh nó cũng ngớp dữ lắm, tưởng cá lóc. Mình qua mình coi thôi. Khúc sao ngon à? Cái khúc cá sao này nè, à? Cá gì cả nhà? Ba nói thường là lúc đầu là cá nhỏ nhỏ nha. Khúc cuối này là thường sẽ có cá bự nè. Cái này dinh bự nè. Được mấy con cá mè dinh bự nè cả nhà ơi. Cá rô, công nhận bữa nay cá rô ngon thiệt nha mẹ ơi. Ừ. Đây là xong một cái lợp đó cả nhà. Nếu như mà hồi nãy mà ba không chia ra mấy ba lần á mà đổ chung chắc gần đầy thao này luôn á. Đổ cái lợp thứ hai nè cả nhà. Hết một cái luôn hả ba? Hết luôn. Hết một cái là bao nhiêu đó cả nhà? Hình như cái lợp này nó không nhiều bằng cái nãy. Giờ ba đổ trực tiếp vô xuồng luôn. Mình chở về nhà, mình huy động lực lượng rồi mình lựa. Chứ giờ lựa ở đây lâu quá. Hôm nay cá nó nhiều hơn mọi ngày hả mẹ? Hồi bữa có ba với mẹ lựa, bữa nay nhiều quá cho nên là đổ trực tiếp vô xuồng luôn. Mình đi về nhà mình lựa. Cá nó ụt ở trong lợp này cả nhà. Giang mình chống lại mấy anh chị sợ bà hết trơn rồi nha. Chứ chị nghĩ lại sợ ăn thịt đó chứ sao. Cái lợp này không biết sao mà con thấy cá nó ụt dữ lắm rồi mẹ ơi. Nhảy tung tung à. Cái này cá thứ ba cả nhà. Cái tiếp tục cả nhà ơi. Qua cái rồi cả nhà ơi. Khiến tiếp nha. Chưa hết hả dạ? Chưa phân nữa hả? Giang giang lại khiến tiếp kìa, nặng lắm rồi. Bỏ dành lên. Nửa cái rồi mà bắt gì tiếp cho. Nè nắm dành. Lấy đây. Khiên phụ kìa, khiên phụ cái lại bên cá. Trời ơi. Có nửa cái rồi cả nhà ơi. Ba là cầm không nổi kêu mẹ với Giang lại khiên phụ. Kiểu này ở đây lựa biết chừng nào cho xong. Trời ơi, xin lỗi mà lựa. Cái xô này sao không dẹp đi vô khác để đi. Lựa gì đấy. Ô cá chê cá lóc gì quá trời luôn rồi. Cá cá cả nhà ơi.
tao ơi, còn còn nắm cá chốt không được. Mới có nửa lạp cả nhà. Cái lạp này thì có cá chê với cá lóc nhiều. Cái này nè, lụm ba cá bự nè, chứ để như lấy sao? Cá lóc cá chê rồi lụm vô đi. Cái chê bỏ riêng đi cho mẹ, cá lóc bỏ đây nè. Thì ông Vũ đổ đi, lụm mấy cá bự bự này nè đem về. Đã tiếp tục quá rồi. Chê nãy mày thấy hình như là cái đó con cá chê vàng á nha. Cá chê vàng nè cả nhà. Mẹ nó có cá chê vàng cả mẹ. Cá lóc. Cá lóc này nhỏ nhỏ. Cái vàng đó phải không? Thấy lăn xuống đó một con nè. Nó cặp quá luôn. Phần còn lại của cái lạp thứ ba này cả nhà ơi. Ba nói là có con cá lóc bự chẳng để đổ lên đâu có. Nãy lại cái lạp này đã thấy nó ụt quá trời. Có cá lóc nữa nè. Ba nó có cá lóc hay lặn cá chê, ba nó vàng á. Đây nè, cá lóc hành kia nè. Cá lóc kìa, nó không có. Ủa? Ê. Vậy rồi. Cố gắng lên nha ơi. Gãy không à. Cá chốt không á. Cá lóc kìa nè. Cho nó vô liền để nó phóng nó nha. Cho nó vô liền mới được. Để nó phóng nha, cái là mất trắng. Lụm cái rô bự đi. Cái rô này làm món gì ngon mẹ? Cái vô kho bầu. Cái vô kho tỏi. Món nào nói chung là con cá vô mà cái gì cũng ngon á. Nó béo, thịt nó béo lắm. Cái rô kho bầu vậy thôi mẹ, lựa mấy con cá rô bự về mình. Bữa nay mình làm kho bầu ăn cơm đi mẹ. Kho bầu phải không? Ờ. Để mình lụm cá bự. Nè bên đây nè, cá bự kìa da. Cá rô mày bự kìa da. Chưa tự tàn lần nữa đi vào bản đổ còn cái rặng đi thôi cả nhà, qua mình qua cái mình đi qua cái chốt thứ tư. Mấy con én này nó bay quá trời nhiều, nó thấy mình lại gần nó tản lạc, nó đậu trên mấy cái cây xây dớn nè. Mỗi một cây là một con, cây là một con. Nó đậu để nó ăn cá. Cái thứ tư cả nhà ơi. Nút con đó là ngồi. Chia ra mới được. Chia ra làm hai nữa hả ba? Nhiều quá bưng lên. Nhiều quá bưng gì nổi gì bưng. Không có cái nào đổ được chọn cái, phải chia ra hết cả nhà. Đó. Bữa nay thấy cá rô nhiều của ta. Ừ, nước xiết cá vô quá cá vô. Cá lóc thì ăn. Lựa mấy con cá thật bự mình về mình ăn. Đây, cái thứ tư tập 2. Sao cá. Mẹ lấy cái thao ra cho ba đổ vô cho mẹ. Qua ba vậy. Bỏ lên, bỏ lên phụ kìa mẹ ơi. Đi giấu nước hả? Giấu nước không ạ? Cá một mình ba khiên cũng không nổi. Trời ơi. 2, 3, xuống. Ui, cá chi vàng 2-3 con luôn. Móng xúc đó. Nè, lấy cái móng xúc cho nhanh. Móng nào? Nè, đi bước lên. Nè, lấy cái móng sau bên tay trái mẹ. Đi bước lay ra nhẹ nhẹ hơi quá. Rồi vũ ra. Dạ, luôn cá chê vàng. Bữa nay cá chê vàng nhiều chứ nãy giờ cũng 5-6 con nhiều đó.
mấy cá bự. Giờ mình đi vô hai cái lọc cuối cùng cả nhà ơi, còn hai cái nữa để coi coi bữa nay có đầy xuồng cá không. Giang lựa cá tỉnh ngủ chứ Giang? Không buồn ngủ. Thằng ơi, gì mà con buồn ngủ? Không biết có cá nhiều hay ít nhưng mà có hai xuồng rồi đó. Hai xuồng. Cái này nó vô hơi xa hả Giang? Một phường một cái bầu là mấy cái lợp? Hai cái lợp. Một cái bầu là hai cái lợp. Vậy là trong đây còn một bầu là hai cái lợp nữa. Mấy con đó gì bay dữ lắm rồi kìa Giang. Nhãn với án biển nữa hả? Nè, nó vu quá trời nè. Ba lại cái nó bay loạn xạ luôn. Đẹp quá à. Cái lợp thứ 5 nè. Tình hình sao ba? Hết. Giò. Đất này nó gò nó cạn hơn chạy ít rồi. Có cá lóc nha. Này khỏi khiên phải không? Mình lấy nổi không? Này chục tí gì, chục chục ngoài tí gì. Bự dành lên. Cũng phải bỏ luôn. Ít ít chứ cũng không có ít đâu. Cái này nguyên cái luôn hay nửa cái? Gì nè, cái này hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Cái không kìa. Vậy là nó không có, cái lợp này không có nhiều bằng mấy cái trước cả nhà. Nhưng mà cũng được nữa à. Ô có lóc bự. Ôi hai con ba con bốn con. Chụp cái vé. Cái túi gì sao không mở vậy vé. Mở túi ra trước để hả nhỉ. Sao biết có không mở trước. Đây con mới văng ơi. Ôi đây con mới văng ơi. Nè có lóc bỏ vô. Ô cái này cá cá ngon không. Cái chị vàng nè. 4-5 cái lóc. Ô hai cái chị vàng nó mập nè. Có còn bạn nào nữa không? Lấy chồng lấy chồng qua bán chung nha. Cái chi vàng thiệt luôn không? Còn con nữa. Đứng nhíp 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 qua bán cho cái lấy chồng qua bán chung. Để mình vũ nhân. Xong cái thứ 5 rồi đó cả nhà. Mình chuẩn bị qua cái thứ 6 rồi. Cái cuối cùng, cái lọc cuối cùng rồi cả nhà. Phải chia ra làm hai nữa không ba? Ô cá một được rồi. Hai cái cuối này nó ít hơn mấy cái trước. Cái thằng về sắc nó. Cái cuối cùng. Ô ba bốn cái chữ vàng. Cái này trúng mắm cái chi vàng. Không chặn nè, lo nè. Lấy đồ xúc liền, cái móng xúc cái chi vàng liền. Cái túi cũng cột nữa. Thì sao bỏ cái lóc vô. Thì mở nha, có cái gì. Cột vô. Cột vô. Cột vô. Nó vội ra ngoài rồi. Ăn con nó vậy. Cái chi vàng ngon. Đổ. Rồi đổ xong rồi nha cả nhà, đầy một xuồng cá rồi. Thôi giờ mình đi về nhà thôi. Về nhà lựa cá cả nhà ơi. Trong một cái xuồng cá của ba là thằng với mẹ lựa được mớ cá rô này ngon quá nè cả nhà ơi. Nãy giờ cả nhà mình nghỉ mệt đó, lựa cá xong rồi nghỉ mệt ăn sáng rồi, lựa riêng cá này ra. Mẹ cái này hồi làm kho bầu nha mẹ. Cá vô nước kho bầu đi con. Cá này kho bầu chắc là ngon dữ lắm mà cả nhà ơi. Thấy cá bự bự không à. Đây.
Đây mới cá, mới cá rô lựa lúc nãy nó được làm sạch rồi nè cả nhà. Đây chút xíu nữa thì mẹ sẽ ra, mẹ sẽ ướp cá để nấu món cá rô kho bầu. Cá ngon quá trời. Làm xong vẫn còn thấy nó to. Rồi, bây giờ mẹ sẽ ướp cá nha. Bầu có sẵn nè. Nãy con cắt đó. Bầu này mẹ biết đâu có không? Đặng thím Năm đó, dặn bầu thím Năm đặng á. Đặng hồi sáng á bà cho mình cháo. Mẹ cho một xíu đường, một xíu bột ngọt vô cá nha cả nhà. Rồi bắt lên. Bắt miếng hành, cho miếng hành vô chứ nè. Đầu hành á, cho nó thơm cá. Mẹ sẽ cho nước mắm vô cá nha cả nhà. Mình đợi cho cá nó săn lên ha. Rồi mình sẽ cho nước vô. Cho nó săn lên cho nó thấm gia vị với lại nước mắm. Nước vô. Cá sôi rồi cả nhà, mình vớt bọt cá nha. Vớt xong rồi cho bầu vô gì nè. Ừ. Ít nước không? Không ít, cho bầu ra nước. Mẹ cho bầu vô luôn nha cả nhà. Cái món này thì nấu nó cũng nhanh, đơn giản nhanh. Nó sôi lên chín bầu là ăn được phải không? Ừ. Rồi. Rồi. Vậy là xong rồi, mình đợi tới bầu nó rồi cá sôi lên rồi bầu chín rồi là mình có thể ăn cơm rồi cả nhà. Quá sôi rồi cả nhà ơi, chín rồi. Chuẩn bị ăn cơm rồi. Chắc chín rồi mẹ ơi. Nhấp xuống rồi mẹ ơi. Món ăn đã sẵn sàng rồi cả nhà ơi. Cả nhà nhìn đây. Đây là thành quả của mẹ ngày hôm nay. Món ăn của mẹ. Cá rô kho bầu. Con cá rô nào, con cá rô nấy nè. Ba ăn cơm ơi. Mẹ ăn cơm mẹ ơi. Giang ăn cơm Giang ơi. Tôm ăn cơm không? Tôm ăn. Xin chào cả nhà nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm chưa? Mình với ba mình mới đi cuốn dán vô cả nhà. Cá kho bầu nữa. Không nổi. Vớt liền. À, nhìn con cá này cả nhà. Mở tôm tôm luôn. Rồi mẹ. Con này nữa nè, ghê chưa? Rồi ba. Rồi, ăn thôi. Tôm. Sáng đổ cá quá cá cả nhà, không biết bao nhiêu thứ cá luôn.
không biết ăn cái gì, cuối cùng là lựa chọn là cá rô. Tại vì nhà mình ai cũng thích cá rô hết, nhất là ba với mẹ. Không biết béo được chứ. Béo rồi mẹ. Mà không, hình như con làm mà sáng con thấy hình như nó không có trứng. Ít trứng lắm. Chưa. 30 xuống nó mới trứng chữ. Cá non. Cá này cá non. 30 xuống cái. Lên không kịp. Cá này không phải non mà nó mập quá thì có, nó cũng chưa có lớn kịp, nó mới trứng, mới vô hôm nay con tháng mấy bao nhiêu. Cá nó theo con nước mà, giờ nước rút sớm quá. Cậu ba đúng. 5 tháng 9 rồi. Đoạn cá mới vừa ấy nè, đã hết tháng 10 rồi. Đặng cá nó mới già. Nó mới tháng 9 nước cạn hết rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà, chào Tôm. Con để đi uống cái tay nè. Tôm, à, Tôm mời cả nhà ăn cơm đi. Mời Tôm. Múc đúng rồi con. Chào cả nhà con nghe. Ừ. Chào cả nhà con nghe, giỏi quá ta. Con bỏ cái chén với đũa đó xuống đi. Cầm chi hoài vậy? Ngon không? Ngon quá. Cái gì? Ngon không? Cá bà ngoại kho ngon không? Ngoại nói cá bà ngoại kho, nhìn ngoại rồi mà. Ngon con. Ngoại. Ừ. Cô ba đút cô ba. Ớt này Giang. Sao bữa nào chị cũng ớt này Giang. Chị cưng thích ăn ớt mà. Ớt này ngon. Ớt này ngon, nó mặn, nó đậu. Ớt thì mặn mà. Nhưng chị hai không phải chi ruột tôi, mỗi lần vô bữa cơm là ớt này kêu Giang, ớt này Giang không ngộ thì lắm nha. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Ăn thử miếng bầu chứ. Chị hai em thương chị lắm, chị hai cảm ơn vui vậy luôn á, bữa nó ngon lắm á. Con bầu mới cắt ngọt ghê luôn cả nhà. Ăn bầu hả? Cậu ba cho miếng bầu đi con. Cắm ra dễ ra. Cho ăn nước chơi em. Cá mình sẽ nhẹ nhàng cũng được. Nhá luôn, xương mềm. Cá luôn. Cá béo quá cả nhà. Mặn này cực khổ chưa ăn cá ngon không? Đi hoài quên chấm nước mắm, phải chấm lại. Món ăn này mình đơn giản làm nhanh thế mà. Sao vậy con? Khỏe. Tại chưa về lu bu quá cả nhà. Cá nhiều quá, lựa cá này nọ. Ăn cơm. Cơm à? Con ngoại giá cá cho con à. Cầm vô đây để ngoài ăn hết. Mẹ dẻ mới chịu à. Cậu ba dẻ mẹ không chịu. Hả? Tức lè đó hả? Ngon mà. Không, ăn thêm mấy cây vịt tô nữa thấy không? Hết rồi. Ăn nhanh lên đi để hết cá nè. Ăn vô đi ngoài bút hết à. Ăn này ngon nè, ớt nè. Ê con cá này có trứng nè. Trứng ngon mà. Có trứng nè cả nhà. Trứng ngon nè. Nè, Tôm ăn cho Tôm nè. Móc Tôm, kìa kìa, có trứng nè, có trứng kìa. Ăn trứng không? Đây, 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 để cơ qua đúng. Không được bóc. Sáng mình mừng mấy con cá chê kìa. Mình cá chê bự thôi mà chứ cái dạng. Cá nhiều hứa cá quá. Bị ngột hồi nãy chết ba ba con, nó bốn con. Một xuồng cá của ba luôn á. Lựa lại được, không mang không đóng nó luôn. Thôi chào cả nhà nha. Cả nhà mình ăn cơm trưa. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp lại vào các clip sau. Chào cả nhà. Chào cả nhà.